Vâng, xin chào các bác. Nói đến trong cái vụ mật hè tới này đấy, thì các bác hiểu nôm na này, nếu trong nông nghiệp thì nói đến cây lúa thì vùng nào cũng có lúa nhá, vùng nào cũng có lúa. Mà các nhà khoa học người ta đang nghiên cứu từ lúc cây lúa đến lúc lúa trổ, đặc biệt lúa trổ là phải vào gió đông xuân. Gió đông xuân là tôi gọi nôm na hiểu là tránh gió tây. Thế thì sau từ lúc ngày mà lúa trổ đến lúc mà chúng ta được gặt là nó một tháng. Thế thì một tháng này là rất phù hợp cho con ong đi lấy mật, nhất là các bác ở vùng rừng núi nhé. Mật tràn trề ra quay kích tay thì thôi. Các bác chú ý đấy. Thế là giai đoạn của mật mùa hè thì các bác này cứ yên tâm là được một tháng nữa nhé. Vùng nào cũng thế thôi, chung chung ở miền Bắc, nhất là khu phía Tây Bắc Bộ đấy, khu bị ảnh hưởng của gió Tây đấy. Gió Tây thì nó nắng nóng thì người ta tính là phải ke cây lúa làm sao nói. Thì trong tháng tới là nhiều phấn rồi mật, rồi thời tiết thuận lợi. Đàn ong thì tôi tổng kết rồi, cách đây chừng một tháng là ong toàn miền Bắc khỏe. Lúa ở quê tôi thì cũng giờ bắt đầu rỗ. Thì các bác trên miền núi phải cực chú ý về cái vấn đề này. Lúa rỗ là được một tháng là đàn ong khỏe này, toàn miền Bắc là ong ai quay được nhiều vòng rồi cũng khỏe như nhau, rồi ai ít vòng cũng khỏe như nhau. Đấy là về cái điểm thời tiết là mật phấn và rất thuận lợi cho đàn ong để thu mật. Để vào vụ mật hè thì chỗ nào tốt là được hai vòng rồi. Vâng, hôm nay là ngày chủ nhật 30 tháng 4, cũng là ngày nghỉ của toàn dân, kết hợp với ngày dỗ tổ Hùng Vương. Thì trong cái mùa quay mật, nếu ở chỗ tốt là đã quay được đến vòng thứ hai, chậm là chúng ta được một vòng rồi. Về mùa này thì theo kinh nghiệm của tôi lâu năm, thì nếu mà đánh cái giai đoạn mật hè thì đàn ong các bác càng đông càng tốt, chúng ta chỉ đánh ong thế ba cầu. Thế ba cầu thì đàn ong sau này nó sẽ tụt quân cũng chậm thôi. Tụt quân nói chung là cái thế đàn của nó sau cái đến tháng 5 ấy thì đàn ong nó đỡ tụt. Ong ba cầu thì chúng ta cho con ong chúa thì nó đẻ ở cái mức gọi là nó đều đều, nó không tăng tốc lắm, nó không tăng tốc nữa. Thế thì mật phấn rất nhiều này, bác phải chú ý. Giờ nó mới đang một số nơi thì mới đang đẻ lại, đây là xây cầu mới nhé. Thế thì chúng ta sau nhãn mà các bác mà rút về thứ hai thế này thì đàn ong nó sẽ từ từ nó đẻ lại, từ từ nó đẻ lại mà nó sẽ lên trùng nhanh, trùng rất nhanh nhé, nhộng rất nhiều. Thì chúng ta đặc biệt chú ý về thời gian đánh. Thì cái vụ mật hè thì cứ dùng ong thế ba cầu là đánh bền nhất. Đấy, ba cầu đánh bền nhất. Đấy, thế thì trong cái giấc này thì cầu nó vuông này, đấy, nhộng nó phải nhiều nhé.
thì nó mới có ông kế tiếp thợ sau này nó đi làm. Thế thì sau hoa nhãn đàn ông chúng ta rút được xuống hai cầu như này thì nó sẽ đẻ từng cầu một, nó sẽ phục hồi trở lại. Đàn ông đẹp thì nhộng nó sẽ đẹp hơn. Đây là cầu thứ hai. Nếu mà các bác đánh ông 4, ông 5 ấy, thì trong một cái tháng tới này thì con ong chúa này nó đẻ rất rất cao. Nó rất cao. Thì sau này sang đến tháng 5 âm và đầu tháng 6 đây ong chúa đây. Đấy. Ong chúa đây. Đàn ong giờ mới bắt đầu phục hồi đấy. Mới phục hồi trở lại đấy. Thì cái con ong chúa này là nó sẽ đẻ quá sức. Đấy. Còn cái đàn ong chúa mà ở cái tình trạng ba cầu thì nó đẻ rất đều. Đấy. Giữ mật độ quân đến tháng 5 là nó không tụt mấy. Các bác các bạn chú ý đi. Thì ong thì về mùa này thì chúng ta cứ đánh ong 3 lần đẹp nhất. Để chúng ta cứ thử đàn 3, đàn 4, rồi đàn 5. Các bác cũng ra kinh nghiệm, tốt nhất là đánh ong 3. Ong 3, quân càng đông càng tốt, kệ nó. Nếu mà cái đàn 3 cầu như vừa xong, đàn 3 cầu này chúng ta cứ tưởng xây mèo rồi là xây mèo. Đây, tình trạng như thế này. Mà chúng ta cứ xây mèo. Đấy. Cứ tưởng xây mèo. Đấy. Xây mèo vào, chúng ta lao cầu vào. Thì đương nhiên nếu mà một cầu ong đủ tiêu chuẩn ra là nó phải có 3 lạng quân nhé. 3 lạng quân bán. Bây giờ thêm một cầu nữa vào mà chúng ta cho xây. Đấy. Cứ tưởng như thế này là xây là thì đàn ong bắt đầu nó lại giãn quân ra, không có quân đi làm việc ngoài trời. Đấy, nên các bác đặc biệt chú ý nhé. Nếu mà mật về rộ mà đàn ong mà thật sung, quân nó phải cực đông nhé. Bâu lên nắp bò ra ngoài một ván ngăn. Và kèm tối đến mà hôm nào nắng nóng thì nó ựa ra cái cửa tổ này. Nó bám đây nhé. Nó bám từ đây bám lên. Đấy. Bám lên cửa tổ này. Đấy mới là đàn ong sung. Đàn ong mà càng thừa quân, đông quân thì nuôi trùng nhanh, lấy mật nhanh. Đấy. Đàn ong phát triển lại càng cực nhanh. Đấy. Thì chúng ta chú ý cái đoạn này. Chứ còn mà ong về mùa hè mà đánh mà như mà thiếu quân, gọi là quân không dư ngoài ván ngăn mà lại không có quân lên nắp thì thực sự sau này hết vụ đến đầu tháng 6 là chúng ta phải rút rất mạnh, rất hao quân. Nhưng mà trường hợp mà quay mật mà ong nó nằm ở dưới này nhé. Đấy, đây là đàn ong mật chúa. Cái này tôi cũng giới thiệu video nhiều rồi. Thế thì cũng cùng một loạt chúa tháng 11 năm ngoái thì chúng ta xây. Nên một số đàn thì chúa xấu thì do là con ong chúa là tiết ra chất pheromone kém. Thế thì ong thợ nó không đủ đáp ứng thì ong thợ là nó sẽ tự dựng u chúa thay thế. Thế thì tôi cũng chia sẻ nhiều rồi. Ong mà chia đàn tự nhiên hỏi có tốt không? Tôi nói là không tốt. Không tốt. Đây như cái đàn này là hôm qua tôi đã phải chia ra làm hai nhé. Chia ra làm hai. Con ong chúa này là
vẫn cứ đẻ, nhưng mà ông thợ dựng ngũ là qua tôi bóp đi rồi, bóp đi rồi. Đây hai hai cái mũ chú ở dưới chân này hiện nay là đang vẫn cơi góc tiếp ở cái góc này tiếp này. Đấy. Còn ong chúa này xấu, những ong chúa nào xấu thì chúng ta nên thay, các bác đặc biệt chú ý thế. Về cái mật mùa này đấy, thì đàn ong là nó hay bị bệnh tuổi nhỏ đấy, để chúng ta đặc biệt chú ý. Khi mà đàn ong đông mật phấn đầy đủ mà chúng ta thấy nhộng vít nắp cực ít nhé, chúng ta phải xác định được cái đàn nào là đàn không bệnh. Đàn không bệnh thì nhộng của nó rất đẹp, nó vít vàng trong cái thời gian này. Đây là cái đàn tôi bắt buộc tôi phải rút về một cầu để đợt tới này là thay ông chúa. Thì chúng ta là phải xác định nhộng và phải đẹp. Thế mà cái đàn như thế này mà ít nhộng, mà ít hơn đây tí nữa là đàn ong bị bệnh. Đàn này thì cũng khó phát hiện, rất khó phát hiện, rất khó phát hiện. Đàn ong không bệnh nhộng của nó đẹp lắm. Không biết cái đàn nào là nhộng đẹp. Tôi. Giờ của tôi toàn là rút về ông hai. Đấy. Đấy. Ông giờ mới gọi là phấn rộ nguồn mật tốt, giờ nó mới cơi chân. Đấy. Đây chúng ta nhìn kìa, nhộng là sáng bóng. Nếu mà mật phấn đầy đủ mà nó như cái góc này mà nó không lên nhộng nhá, chúng ta cứ thấy con ấu trùng này mà nó thối rữa ra nằm như nằm gọn thế này mà nó thối rữa xuống dưới là đàn ong bị bệnh. Thế để phòng bệnh thì các bác lấy cái khi quay mật ấy. Khi quay mật các bác rũ ong hết xuống dưới này, các bác pha đặc cái kanamycin vào trong cái bình. Xong rồi chúng ta rũ hết ong xuống rồi chúng ta phun trực tiếp vào trong cái con ong đấy. Còn cầu chúng ta đi thì nó ướt vào con ong là con nọ nó bám vào con kia, kể cả phun phòng cũng thế. Cứ mỗi đàn chúng ta cho 2cc trong cái lượt quay mặt trong cái đợt này để tăng cường cái tức cái kháng sinh cho đàn ong. Trong cái vụ mật hè thì cái kỹ thuật thì nó ong thì khỏe rồi, chúng ta chỉ việc thu mật. Cũng mong các bác mà tận thu nuôi ong lấy mật thì chúng ta chuyển ong đi thì chúng ta bán được mật. Thế rồi nếu bác nào mà rút mạnh quá thì chúng ta sẽ cho xây cầu, gọi là về mùa này thay cầu đấy. Đây rồi. Để ủng hộ kênh các bác nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.